từng bị mẹ trách vì thiếu quan tâm bà. Tâm sự trong Ơn Rời Cậu Đây Rồi, Danh Hài kể do quá bận rộn công việc, anh từng bị mẹ trách khi ở chung nhà mà thiếu quan tâm và thăm hỏi. Tập 7 game show hài Tình Huống phát sóng tối 17 tháng 12, Hoài Linh làm giám khảo nhận xét về một tiểu phẩm xoay quanh tình mẫu tử. Nghệ sĩ tâm sự, vì cuộc sống mưu sinh, công việc thường nhật, con cái thường ít gần gũi cha mẹ. Danh Hài kể bản thân anh cũng nhiều khi sáng đi làm, khuya mới về đến nhà thì cha mẹ đã ngủ. Không gặp được, mẹ tôi cũng trách. Nó đưa tôi về đây ở mà không quan tâm hỏi han gì đến tôi. Các bà mẹ hay có tâm lý dựng lẫy như vậy. Tôi hy vọng mọi người thông cảm hơn với công việc của con, và những người con cũng nên gọi điện hỏi thăm, chăm sóc, cận kề gia đình hơn nữa, Hoài Linh nhắn nhủ. MC Minh Xù là thí sinh, anh diễn vai người con đứng giữa sự yêu thương của mẹ ruột Hồng Đào đóng và mẹ vợ Phương Dung đóng. Người con luôn bị giằng co vì hai bà mẹ mỗi người một tính cách. Tình huống thử thách xảy ra khi cả hai người mẹ bỗng nhiên lăn ra và bắt anh phải chọn cứu chỉ một người. Anh dùng lời lẽ tình cảm để thuyết phục cả hai. Hoài Linh nhận xét, thí sinh xử lý kịch bản dài dòng nhưng hợp lý. Nhan Phúc Vinh vào vai một công tử đang tình tứ cùng tiểu thư, Lâm Vĩ Dạ đóng thì bị cha cô Trường Giang đóng bắt gặp. Chàng trai ngỏ ý muốn cưới cô gái thì bất ngờ bị Khâm Sai tố cáo anh sắp làm phò mã mà vẫn đùa cợt con gái nhà lành. Trưởng phòng Trường Giang và các nghệ sĩ lúng túng vì kịch bản rơi vào thế bí mà giám khảo vẫn chưa ra hiệu ngừng diễn. Anh bèn chạy xuống bàn Hoài Linh tự tay bấm chuông để kết thúc tiểu phẩm. Hoài Linh chê Trường Giang xử lý kịch bản bị rối khiến giám khảo và bạn diễn đều hoang mang. Diễn viên Buka chịu thử thách diễn xuất từ trưởng phòng Trấn Thành. Cô vào vai một ca sĩ, còn nam nghệ sĩ đóng vai trợ lý. Khi được yêu cầu hát anh cứ đi đi để qua mặt Harry Won, bạn gái Trấn Thành, nữ diễn viên chê Harry Won hát và kêu Trấn Thành hợp sức để qua mặt. Chi tiết này được Hoài Linh khen là xử lý thông minh. Còn diễn viên Diệu Nhi vào vai cô vợ có người chồng sống đời sống thực vật, trưởng phòng nghệ sĩ nhân dân Tự Long, diễn vai bạn thân của người chồng, cùng vợ bạn mưu toán ám hại bạn để chiếm đoạt tài sản. Người vợ chợt nhận ra lỗi lầm và kịp thời ngăn cản. Trong tiết mục cuối, bốn khách mời hóa thành các nhân vật cổ tích như công chúa Hoàng Tử Ếch xử lý các tình huống do Hoài Linh đưa ra. Họ được yêu cầu kể về cuộc sống của mình sau khi kết hôn, được giám khảo đánh giá là ứng biến khôn khéo. Diệu Nhi được trao cúp chiến thắng trong tuần.